Vừa qua, bà Harris cùng ông Wurz đã có cuộc vận động tranh cử bằng xe buýt ở bang chiến địa Pennsylvania và gián tiếp chỉ trích ông Trump rằng ông ta là kẻ hèn nhát khi những hoạt động chính trị của ông Trump chỉ tập trung vào việc hạ bệ đối thủ. Và mới đây, Chủ tịch United Auto Workers Charles Fein cũng đã lên tiếng ủng hộ cặp đôi Harris-Wurz tại Đại hội Toàn quốc Đảng Dân Chủ khi mặc chiếc áo phông có dòng chữ Trump là kẻ phá hoại. Ông Fein nằm trong số những đảng viên dân chủ cấp cao phát biểu vào ngày 19 tháng 8 năm 2024, ngày đầu tiên của Đại hội Toàn quốc Dân chủ kéo dài một tuần tại trung tâm United ở Chicago. Trong bài phát biểu của mình, Chủ tịch UAW đặt cho cử tri câu hỏi, bạn đứng về phía nào? Một bên chúng ta có cặp đôi Harris-Wurz, những người đã sát cánh cùng giai cấp công nhân. Ở bên kia, chúng ta có ông Trump và người đồng hành Vance, những người chỉ phục vụ cho tầng lớp siêu giàu. Câu trả lời ở đây vô cùng đơn giản, Kamala Harris là một trong số chúng ta. Sau đó, ông Fein so sánh cựu Tổng thống Trump với các nhà lãnh đạo Đảng Dân Chủ mà ông cho là đã ủng hộ công đoàn, nhắc đến việc Tổng thống Joe Biden tham gia biểu tình tại trung tâm phân phối Willow Grant của General Motors ở Belleville hồi tháng 9 năm 2023. Dù không nhắc đến công ty cụ thể, ông Fein cũng ngầm nhắc đến sự hỗ trợ của chính quyền ông Biden và bà Harris đối với Ultium Cells LLC, một nhà máy sản xuất pin do General Motors và LG Chem cùng vận hành tại Lost Town. Vào tháng 12 năm 2022, Bộ Năng lượng Mỹ đã thông qua khoản vay 2,5 tỷ đô la Mỹ cho Ultium Cells LLC với mục đích xây dựng các cơ sở sản xuất pin lithium-ion mới. Bên cạnh đó, ông Fein cũng nhắc đến cuộc trò chuyện giữa ông Trump và tỷ phú Elon Musk. Trong đó, ông Trump đã khen ngợi tỷ phú Musk vì đã sa thải những công nhân đình công. Ông Fein nói, ai đã giúp đưa việc làm trở lại Lost Town, Ohio? Bà Kamala Harris, vào năm 2024, ai sẽ sát cánh cùng giai cấp công nhân trong cuộc đấu tranh giành công lý của chúng ta? Bà Kamala Harris, và đó là sự khác biệt. Ông Donald Trump chỉ nói suông, còn bà Kamala Harris hành động. Trong bài phát biểu dài 10 phút của mình, ông Fein đã nói to những từ ngữ trên áo phông của mình, gọi ông Trump là kẻ phá hoại. Đáp lại, đám đông tại trung tâm United ở Chicago cũng tiếp tục hô vang, ông Trump là kẻ phá hoại. Ông Fein nói, đó không chỉ là ý kiến của tôi, đó là sự thật. Cũng tại đêm đầu tiên của Đại hội Toàn quốc Đảng Dân Chủ, ông Trump nhận knockout liên tục khi không chỉ Chủ tịch United Auto Workers Charles Fein đưa ra lời chỉ trích là ông là kẻ phá hoại, mà cả là Tổng thống Joe Biden cũng chỉ trích ông đã hoàn toàn sai lầm và cho rằng đối thủ cũ là kẻ thua cuộc. Theo New York Times, khán đài đã bùng nổ khi bà Harris xuất hiện. Khi bà Harris vừa bước lên sân khấu, các đại biểu có mặt đã reo hò phấn khích, vẫy những tấm biển có dòng chữ "Chúng ta chiến đấu, chúng ta chiến thắng". Bà Kamala Harris đã có phát biểu ngắn gọn và rời khỏi sân khấu ngay đó. Trong bài phát biểu, bà đã dành sự tôn vinh cho ông Biden. Đây sẽ là một tuần tuyệt vời. Tôi muốn bắt đầu bằng cách tôn vinh vị tổng thống tuyệt vời của chúng ta, ông Joe Biden. Ông ấy cũng sẽ phát biểu vào tối nay. Bà Harris cảm ơn ông Biden vì sự lãnh đạo lịch sử của ông, vì cả cuộc đời phục vụ đất nước của ông và vì tất cả những gì ông sẽ tiếp tục làm. Bà nói thêm, chúng tôi mãi mãi biết ơn ông, cảm ơn ông, Joe. Bà Harris chia sẻ, với sự lạc quan, hy vọng và đức tin, được dẫn dắt bởi tình yêu đất nước, biết rằng chúng ta có nhiều điểm chung hơn những gì gây chia rẽ chúng ta, hãy cùng nhau đấu tranh cho những lý tưởng mà chúng ta trân trọng. Hãy luôn nhớ rằng khi chúng ta chiến đấu, chúng ta sẽ chiến thắng. Phát biểu tại sự kiện, cựu Ngoại trưởng Hillary Clinton đã nhắc nhở về những phụ nữ trong chính trường đã đi trước bà và bà Kamala Harris
khi bà đưa ra tầm nhìn cho Phó Tổng thống và cho quyền của phụ nữ trên khắp đất nước. Cựu ứng viên Tổng thống năm 2016 đã nhớ đến những phụ nữ đã phá vỡ được rào cản vô hình, bao gồm cựu hạ nghị sĩ Shirley Chisholm, người đã tranh cử Tổng thống năm 1972, và cựu hạ nghị sĩ Geraldine Ferraro, người được đề cử làm Phó Tổng thống năm 1984. Bà Clinton nói, và rồi đến năm 2016, khi vinh dự của cuộc đời tôi là được chấp nhận đề cử của Đảng cho chức Tổng thống, và gần 66 triệu người Mỹ đã bỏ phiếu cho một tương lai không có giới hạn nào với ước mơ của chúng ta. Và sau đó, chúng ta đã từ chối, từ bỏ nước Mỹ. Hàng triệu người đã tuần hành, nhiều người đã ra tranh cử. Chúng ta luôn hướng mắt về tương lai. Bà nói, với đám đông cổ vũ, vâng, các bạn của tôi, tương lai đã ở đây. Tôi ước mẹ tôi và mẹ của Kamala có thể nhìn thấy chúng tôi. Họ sẽ nói, tiếp tục đi. Những người sau đó đã hô vang, hãy tiếp tục. Đám đông tại Đại hội Toàn quốc của Đảng Dân Chủ bắt đầu hô vang, khóa ông ấy lại, khi cựu Ngoại trưởng Hillary Clinton bắt đầu mô tả những gian nan pháp lý của ông Donald Trump. Bà nói, ông Donald Trump ngủ quên trong phiên tòa xét xử của chính mình, và khi tỉnh dậy, ông đã tạo nên lịch sử của riêng mình, người đầu tiên tranh cử Tổng thống với 34 tội danh. Sau đó, đám đông bắt đầu hô vang, khóa ông ấy lại, gợi nhớ đến những tiếng hô vang của người ủng hộ Trump chống lại bà Clinton trong cuộc đối đầu năm 2016. Các thành viên Đảng Dân Chủ rất phấn khích khi chứng kiến ông Biden trên sân khấu. Họ giơ cao những tấm biển có dòng chữ "Chúng tôi yêu Joe" và reo hò không ngừng. Đáp lại, Tổng thống Biden nói "Cảm ơn, cảm ơn, cảm ơn và tôi yêu các vị". Rất nhiều diễn giả đã nhận được sự chào đón nồng nhiệt tại đại hội, nhưng không ai nhận được sự chào đón nồng nhiệt như ông Biden, Guardian đưa tin. Ông Biden bắt đầu bài phát biểu ủng hộ chủ đề của chiến dịch bà Harris. Các vị đã sẵn sàng bỏ phiếu cho tự do chưa? Đám đông reo hò đáp lại bằng tiếng có. Các vị đã sẵn sàng bỏ phiếu cho nền dân chủ và cho nước Mỹ chưa? Đám đông đáp lại bằng tiếng có một lần nữa. Hãy để tôi hỏi các bạn đã sẵn sàng bầu cho Kamala Harris và Tim Walz chưa? Lần này tiếng có thậm chí còn lớn hơn. Trong bài phát biểu, ông Biden cũng nhắc nhở Đảng Dân Chủ về những gì đã xảy ra trong 3 năm rưỡi kể từ khi ông nhậm chức. Theo ông, vào thời điểm đó, nước Mỹ đang phải chịu đựng đại dịch, đối diện với tình trạng thất nghiệp lịch sử. Lời kêu gọi công lý về chủng tộc và những mối đe dọa đối với chính nền dân chủ của chúng ta. Ông nói, tuy nhiên, tôi tin rằng ở thời điểm đó và bây giờ, chúng ta đã và đang đạt được những tiến bộ, công lý có thể đạt được, và những ngày tươi đẹp nhất của chúng ta không phải đã qua, chúng đang ở trước mắt chúng ta. Tổng thống Biden đã điểm lại những thành tựu của chính quyền mình trong bài phát biểu tại Đại hội Toàn quốc của Đảng Dân Chủ. Ông Biden ca ngợi rằng các dự luật mà ông thông qua có lợi cho các tiểu bang đỏ, bang ủng hộ Đảng Cộng Hòa, hơn là các tiểu bang xanh, bang ủng hộ Đảng Dân Chủ, vì một tổng thống phải mang lại lợi ích cho tất cả người Mỹ. Bên cạnh đó, ông Biden một lần nữa chỉ trích ông Trump là kẻ thua cuộc. Ông Biden nói, ông Donald Trump gọi nước Mỹ là một quốc gia đang thất bại. Khi ông ấy nói rằng nước Mỹ là một quốc gia đang thất bại, ông ấy nói rằng chúng ta đang thua cuộc. Ông ấy là kẻ thua cuộc. Ông ấy hoàn toàn sai lầm. Khi ông Biden đang phát biểu, những người biểu tình ủng hộ Palestine đã ngắt lời. Nhân đây, ông cũng tái khẳng định sự ủng hộ cho lệnh ngừng bắn để chấm dứt cuộc xung đột ở Gaza. Trước khi đại hội khai mạc, Tổng thống Biden nói ông đã sẵn sàng trao ngọn đuốc cho bà Kamala Harris khi ông bước lên sân khấu với tư cách là người ủng hộ phó tổng thống của mình thay vì ứng cử viên tổng thống của Đảng Dân Chủ. Khi được hỏi liệu ông đã sẵn sàng trao ngọn đuốc chưa, Biden trả lời các phóng viên rằng tôi đã sẵn sàng khi ông đi bộ qua trung tâm United ở Chicago. Ông Biden đã gọt rũa bài phát biểu của mình trong những ngày trước đó. Ông đã làm việc chặt chẽ với Mike Donilon, một trong những trợ lý thân cận nhất của mình và là một trong những người cuối cùng mà ông tham khảo ý kiến trước khi quyết định rời khỏi cuộc đua. Mặc dù các trợ lý cho biết đây không phải là bài phát biểu chia tay, họ cũng nhận ra rằng đó sẽ là một trong những bài phát biểu quan trọng cuối cùng trước đám đông của ông Biden khi ông còn tại nhiệm.
Khi được hỏi liệu đêm nay có phải là vị đắng ngọt ngào đối với ông không, ông Biden đã sử dụng một từ khác để mô tả, đáng nhớ. Ông Biden sẽ không chỉ sắm vai trò diễn giả chính tại đại hội hôm 19 tháng 8 năm 2024 mà còn nằm trong số đại biểu của bang Delaware. Tiểu bang quê hương của Biden có một vị trí đắc địa tại khu vực diễn ra hội nghị, một sự tôn trọng dành cho ông. Mỗi ghế đều được đánh dấu bằng biển hiệu dành cho các thành viên nổi bật của Delaware. Thượng nghị sĩ Chris Coons và Tom Carper, hạ nghị sĩ Lisa Blunt, Rochester cùng nhiều người khác. Tuy nhiên, ghế của ông Biden vẫn chưa được gắn tên vào bất cứ ghế nào, lại nổi bật hơn hẳn. Trong thời gian diễn ra hội nghị, cựu Tổng thống Trump và liên danh tranh cử J.D. Vance đang tổ chức các sự kiện tại những tiểu bang chiến trường. Vài giờ trước khi ông Biden phát biểu tại Đại hội Toàn quốc của Đảng Dân Chủ hôm 19 tháng 8 năm 2024, ông Trump đã cáo buộc ông Biden tham nhũng và tuyên bố Đảng Dân Chủ đã lật ghế khi thay thế cái tên có mặt trong tấm vé của đảng bằng bà Harris. Các diễn giả khác tại đại hội kéo dài 4 ngày tới 22 tháng 8 năm 2024 còn có cựu Tổng thống Barack Obama, cựu đệ nhất phu nhân Michelle Obama, cựu Chủ tịch Hạ viện Nancy Pelosi, Thống đốc Illinois Pritzker và Thị trưởng Chicago Brandon Johnson. Các quan chức Đảng Dân Chủ cho biết ngày khai mạc sẽ theo chủ đề Vì Người Dân, ngày 20 tháng 8 sẽ dành riêng cho tầm nhìn táo bạo cho tương lai của nước Mỹ và ngày 21 tháng 8 năm 2024 dành riêng cho cuộc chiến vì tự do. Trong ngày cuối cùng của đại hội, Phó Tổng thống Kamala Harris sẽ bước lên sân khấu phát biểu với chủ đề Vì Tương Lai Của Chúng Ta. Theo kế hoạch, Thống đốc bang Minnesota Tim Walz sẽ có phần phát biểu chấp nhận đề cử Phó Tổng thống vào tối 21 tháng 8 năm 2024, trong khi bà Harris sẽ lên sân khấu vào tối 22 tháng 8 để chấp nhận đề cử với tư cách là ứng cử viên Tổng thống của Đảng Dân Chủ. Chương trình đại hội được phát sóng trực tiếp từ United Center ở thành phố Chicago từ 18h15 đến 23h các tối diễn ra đại hội. Đại hội sẽ phát trực tiếp các sự kiện trên Instagram, YouTube và TikTok như một phần trong nỗ lực mở rộng phạm vi tiếp cận tới các cử tri trẻ tuổi và những người có sức ảnh hưởng trực tuyến. Nhìn chung, cựu Tổng thống Donald Trump dường như đang đối mặt với những chuỗi sự kiện không mấy suôn sẻ, khi mọi nỗ lực gần đây của ông đều trở thành công cốc và trở thành chủ đề bàn tán của nhiều cử tri. Thậm chí nhiều người không tiếc lời chê bai ông. Trước những lời bàn ra tán vào, không mấy thuận tai, không biết khi nghe được những lời này, ông Trump có chịu sửa đổi hay vẫn ngựa quen đường cũ. Bà Harris vừa thực hiện chiến dịch vận động tranh cử ở bang chiến trường Pennsylvania cùng người đồng hành, Thống đốc Minnesota Tim Walz, trước khi hai người đến Đại hội Toàn quốc của Đảng Dân Chủ tại Chicago khai mạc ngày 19 tháng 8 năm 2024. Bà Harris nói trước đám đông người ủng hộ, "Trong vài năm trở lại đây, tôi nghĩ đã có sự lạc lối như thế này xảy ra. Đó là suy nghĩ rằng thước đo sức mạnh của một nhà lãnh đạo dựa trên việc đánh bại ai. Trong khi thước đo thực sự và đúng đắn về sức mạnh của một nhà lãnh đạo dựa trên việc họ đã nâng đỡ ai, bất kỳ ai chỉ chăm chú đánh bại người khác đều là kẻ hèn nhát." Trước đó, khi phát biểu tại sự kiện ở miền đông Pennsylvania, ông Trump gọi bà Harris là kẻ cực đoan và kẻ điên. Các cuộc thăm dò ý kiến cho thấy bà Harris đang mang lại nguồn năng lượng mới cho chiến dịch tranh cử Tổng thống và thu hẹp khoảng cách với cựu Tổng thống Trump trên toàn quốc và các bang chiến trường, bao gồm Pennsylvania. Các bang chiến trường sẽ đóng vai trò chủ chốt quyết định người sẽ kế nhiệm Tổng thống Joe Biden. Ngày 18 tháng 8 năm 2024, ông Trump nói rằng bà Harris dễ bị đánh bại hơn ông Biden, người đã bỏ cuộc từ tháng trước vì áp lực trong Đảng Dân Chủ sau cuộc tranh luận thảm hại với ông Trump. Pennsylvania là một trong ba tiểu bang vùng vành đai rỉ sét cùng với Wisconsin và Michigan. Ba bang này góp phần tạo nên chiến thắng bất ngờ của ông Trump trong cuộc bầu cử năm 2016. Ông Biden lật ngược tình thế ở ba bang này để tạo nên chiến thắng năm 2020 và bà Harris đặt mục tiêu giữ vững thành tựu của ông Biden ở đó. Các nguồn tin cho biết có thể bà Harris sẽ cùng ông Biden lên sân khấu tại đại hội ngày 19 tháng 8 khi đương kim Tổng thống Mỹ trao lại ngọn đuốc cho bà Harris với tư cách ứng cử viên Tổng thống của Đảng Dân Chủ.
Trong khi đó, chiến dịch tranh cử Tổng thống Mỹ của ông Trump triển khai một loạt sự kiện tại các bang chiến trường. Ông sẽ đến thăm một cơ sở sản xuất ở York, bang Pennsylvania trong ngày 19 tháng 8 năm 2024 để nói về kinh tế và thăm văn phòng cảnh sát trưởng quận ở Howell, bang Michigan ngày 20 tháng 8 năm 2024 để nói về an toàn và tội phạm. Những người ủng hộ ông Trump cho biết họ hy vọng ứng viên Tổng thống của Đảng Cộng Hòa sẽ tập trung nói về các vấn đề chính sách thay vì những tấn công cá nhân liên tục nhằm vào bà Harris. Cũng bởi vì chỉ tập trung vào sử dụng chiến lược công kích cá nhân cũ rích nên chỉ ngay sau khi gia nhập đường đua Nhà Trắng năm 2024, Phó Tổng thống Mỹ Kamala Harris đã nhanh chóng làm lu mờ một số lợi thế mà cựu Tổng thống Donald Trump có được so với đương kim Tổng thống Joe Biden khi nói đến các phẩm chất cá nhân quan trọng mà cử tri đánh giá cao ở một Tổng thống. Các cử tri từ lâu đã coi cựu Tổng thống Trump là một nhà lãnh đạo mạnh mẽ, có khả năng giữ an toàn cho họ, khi cử tri ngày càng hoài nghi về năng lực thể chất và tinh thần của Tổng thống Biden. Lợi thế đó của ông Trump ngày càng tăng lên. Tuy nhiên, năng lượng và phong cách nói chuyện mạnh mẽ, tự tin của bà Harris tại các cuộc vận động tranh cử trong 3 tuần qua đã khơi dậy sự lạc quan trong Đảng Dân Chủ rằng Phó Tổng thống Harris có thể thiết lập lại cuộc tranh luận về sức mạnh và vô hiệu hóa hoặc ít nhất là giảm bớt lợi thế truyền thống của ông Trump. Cân đo giữa các phẩm chất cá nhân quan trọng của một Tổng thống, nhiều cuộc thăm dò cho thấy cử tri đang đánh giá bà Harris có lợi thế hơn so với ông Biden và trong nhiều trường hợp cũng có ưu thế hơn so với ông Trump. Thăm dò toàn quốc của trường luật McQuilty của Mỹ công bố tuần trước, gần 3/5 cử tri cho biết họ tin rằng Phó Tổng thống Harris có đủ tư cách để trở thành Tổng thống. Con số này cao hơn một nửa so với ông Biden trong cuộc thăm dò của McQuilty vào mùa xuân và cao hơn nhiều so với ông Trump. Tương tự như trong cuộc khảo sát trên của McQuilty, chỉ có 35% cử tri cho rằng bà Harris đã hành xử tham nhũng, trong khi 61% nói như vậy về ông Trump. Đáng chú ý nhất là việc bà Harris thay ông Biden đại diện Đảng Dân Chủ ra tranh cử với ông Trump đã đảo ngược cuộc tranh luận về tuổi tác. Các cuộc thăm dò chỉ ra rằng một bộ phận đáng kể cử tri nghi ngờ liệu ông Trump vẫn còn đủ khả năng làm việc hay không. Sự nghi ngờ này xuất phát từ những nhầm lẫn thường xuyên của ông Trump trong các buổi vận động tranh cử. Tuy nhiên, những nghi ngờ về năng lực của cựu Tổng thống gần như hoàn toàn bị lu mờ trước những lo ngại lớn hơn nhiều về năng lực của Tổng thống Biden. Việc Phó Tổng thống Harris gia nhập đường đua đã làm nổi bật vấn đề tuổi tác của ông Trump. Trong cuộc thăm dò của McQuilty, gần 3/5 số người được khảo sát đồng ý rằng ông Trump quá lớn tuổi để làm Tổng thống, trong khi chỉ khoảng 1/8 người bày tỏ những lo ngại đó về bà Harris hiện nay. Một số so sánh về phẩm chất cá nhân khác cũng có vẻ nghiêng về Phó Tổng thống Harris. Trong một cuộc khảo sát của CBS News vào đầu tháng này, gần 7 trong số 10 cử tri mô tả bà Harris là người tràn đầy năng lượng, trong khi khoảng 6 trong số 10 người mô tả ông Trump như thế. Trong các cuộc thăm dò của New York Times, Siena College tại các bang chiến trường Michigan, Pennsylvania và Wisconsin đã được công bố vào cuối tuần qua, các cử tri mô tả bà Harris thông minh và trung thực hơn ông Trump. Hơn một nửa cử tri ở mỗi bang trên cũng cho biết Phó Tổng thống Harris có tầm nhìn rõ ràng về tương lai của đất nước. Nhà thăm dò ý kiến Đảng Dân Chủ Evan Rhodes Smith cho hay, chính trị Mỹ trong một thập niên qua đã được định hình bởi một khuôn khổ mà ông Donald Trump đã áp đặt lên nó và đã phát huy tác dụng theo có lợi cho ông ấy. Bà Kamala Harris bước vào cuộc đua và sự thay đổi lớn đã diễn ra trong cuộc đua này, tạo ra tiếng thở phào nhẹ nhõm sâu sắc trong số các cử tri rằng có lẽ chúng ta có thể khép lại chương này trong lịch sử Mỹ. Điều đó bao gồm việc loại bỏ khuôn khổ chính trị xung quanh sức mạnh mà Donald Trump áp đặt lên nền chính trị của chúng ta. Để làm được điều đó, Phó Tổng thống Harris phải cật lực đối phó với một chiến dịch tấn công ngày càng mạnh mẽ từ phía Đảng Cộng Hòa nhằm miêu tả bà Harris là người yếu đuối. Cuộc tấn công đó có thể tập trung vào các vấn đề liên quan đến an ninh vật chất của người Mỹ.
Một số đảng viên Dân Chủ tin rằng kế hoạch của ông Trump nhằm làm giảm đà tiến của bà Harris có thể tái hiện các yếu tố của chiến dịch tranh cử Tổng thống năm 1988 mà đội ngũ tranh cử của ứng viên Tổng thống Đảng Cộng Hòa George Bush sử dụng để mô tả đối thủ Đảng Dân Chủ Michael Dukakis là một người theo chủ nghĩa tự do tội phạm yếu đuối, mềm mỏng. Cố vấn lâu năm của Đảng Dân Chủ Tad Devine cho hay, tôi nghĩ rằng đội ngũ tranh cử của Phó Tổng thống Harris phải chuẩn bị cho điều đó. Ông Trump và bà Harris hiện đang cạnh tranh quyết liệt với sức mạnh. Người phát ngôn cho chiến dịch tranh cử của ông Trump thường mô tả bà Harris là người yếu đuối. Một siêu ủy ban hành động chính trị Super PAC ủng hộ cựu Tổng thống Trump gần đây đã phát hành một quảng cáo mô tả lập trường của Phó Tổng thống Harris về các vấn đề tư pháp hình sự là tự do một cách nguy hiểm. Trả lời phỏng vấn đài Fox News gần đây, ông Trump cũng ngụ ý rằng giới tính của bà Harris khiến bà quá yếu đuối để có thể giữ vị thế trước các nhà lãnh đạo thế giới. Trong nỗ lực khiến chiến lược của phe ông Trump phản tác dụng, đội ngũ tranh cử của bà Harris tung ra các quảng cáo ca ngợi uy tín phó tổng thống về hai vấn đề mà Đảng Cộng Hòa quyết tâm sử dụng để chống lại bà. Theo nội dung quảng cáo, bà Kamala Harris đã dành nhiều thập niên để chống lại tội phạm bạo lực, quản lý biên giới là công việc cứng rắn và bà Harris cũng cứng rắn như vậy. Chỉ trong vòng chưa đầy một tháng, cuộc bầu cử Tổng thống Mỹ 2024 đang cho thấy những diễn biến khó ngờ nhất, thậm chí làm thay đổi hoàn toàn cục diện bầu cử. Dù gia nhập cuộc đua muộn nhưng có thể thấy Phó Tổng thống Mỹ Kamala Harris đang giúp Đảng Dân Chủ lật ngược tình thế trước ứng viên Cộng hòa Donald Trump, đồng thời đáp trả lại những gì ông ấy đã từng làm với Tổng thống Joe Biden.